cũng gần thôi. Tình là ba cái thuốc đó. Bữa nay mình không, hôm nay có xiết nước mà. Anh xiết hôm đó nước nó ngập, anh xiết suốt luôn á, nó hơi hơi là anh bơm cạn á, cái như nó bên kia nó gịnh gịnh quá. Dạ. Đâu có đây ấy đâu, tại vì như hôm đó nó cũng khi xiết bờ chứ yêu cầu ấy là xiết cái nó gịnh gịnh qua máy đặt bơm suốt luôn, bơm. Năm nay nước nó nhiều bơm cũng chết. Đâu có giá máy đâu, bơm hôm đó giờ biết nhiêu tiền dầu. Bây giờ gì nè? À. Cái thứ nhất á, bây giờ á, gì nè, theo em nha, ba cái trái nào mà nó bị nám á, bẻ hết hả? Bẻ hết bỏ đi nha. Bẻ hết bỏ đi, cái số lượng trái em thấy nó cũng không còn nhiều đáng kể đúng không? Trời ơi, cái trái này biết sao không có để đâu, tại vì nó ra tự nhiên nè, hôm đó tính lặt á, rồi lây quen mặn cái thời gian không có không á, nó sót dạ. Thôi chứ không có để trái, tại vì hôm đó nó ra cái tháng kia rồi thấy cây nó nhỏ á, dạ. Không có để. Tại nó như là nó bị mà bẻ, hôm đó bẻ bông cũng nhiều lắm rồi mà không có bẻ kịp lây quay mần lúa kia rồi chứ đi tùm lum á. Bây giờ cái này á, bây giờ gì nè, cái thứ nhất á là em thấy cái dàn lá này á nó cũng đã được rồi, nhưng mà một số á là nó chưa có dũm á, chưa có giòn á, chưa dọn nhiều á. Bây giờ á, theo em á, anh đánh thêm một cái cử thuốc nữa, gọi là thuốc vừa thuốc tạo mầm vừa phá lá luôn, vừa tạo mầm vừa phá lá luôn. Thì bởi vì tôi mới điện ông này giờ lên đi, con có thuốc gì em cứ hướng dẫn xịt cho nó ra bông đi chứ. Dạ. Dạ. Chứ còn để cái dàn lá kiểu này á, là cái chanh không hạt không ra nổi đâu. Thì bởi vậy mới nói bị mình mới trồng mình đâu có kinh nghiệm đâu, rồi thì nó ở dưới thì nó đưa mình cái nói ấy rồi nó cứ đưa liệu mình mấy ngày xịt đó. Dạ. Mà mình cũng lần đầu tiên mình trồng cũng đâu có biết kinh nghiệm hung đâu, đâu có biết cái loại thuốc nào ấy đâu. Bây giờ cái này bây giờ nên phun vừa tạo mầm vừa phá lá xong rồi khoảng 7 ngày sau bắt đầu quất cái xô kéo bông cộng với humic tưới ở dưới cây là bắt đầu nó sẽ bứt ra như nhú gì nè. Đầu tiến hành mình kéo ra thì bởi vì mới kêu từ cầu trên ấy thấy không, hồi lần cũng có ấy rồi mà tính ấy rồi giờ mới liên hệ nè, cho lên trực tiếp lên hướng dẫn. Dạ. Thật chứ tại vì mới trồng 2 năm rồi đâu có chưa có để bông lần nào hết trơn á. Phá thì nói chung cũng tương đối cũng được, nhưng mà chẳng gì rồi anh có phá lá rồi hả? Xịt rồi mới xịt cử phá lá hôm ngày lâu rồi có mà rồi mới năm phá lá rồi 5 ngày sau mới xịt ba thằng đó nó đưa thuốc về xịt đó. Xịt hôm ngày không có tình rồi mà sao bởi vì tôi thấy xịt hoài mà không thấy nó ra bông. Nó có ra 1-2 bông lơi rơi. Dạ. Thì chanh không hạt nó vậy đó, chanh không hạt mà ví dụ như mà có ra là phải ra rồi rộ luôn. Bởi vậy tôi quay lên tôi thấy clip của ông quay lên bông xịt quá trời bông, mà con này xịt gì không thấy bông thấy xí gì hết trơn. Xịt tạo mầm, xịt tạo mầm chưa tới nữa đó, là nghĩa là cái lượng mầm ngay chỗ cái nách lá nó cũng không có được tròn nữa. chưa đủ thuốc hay gì. Tại vì cái thằng này á, khi mà mình muốn mà để mà để cho nó gọi là đạt luôn đó nha. Cái thứ nhất là bây giờ mình gờ vô cái lá này nè, nó phải bóp vô nó phải giòn. Với hai nữa là phun tạo mầm á, là phun sao mà cho cái lá nó phải dũng lại, nó mo lại cái lá là gì nè, nó mới đạt nè. Cái thứ ba nữa thì mình phải nhìn vào cái lượng mầm ngay chỗ nó lá này nè, nó phải tròn chứ đừng có nhọn như ngồi viết của mình là coi như lần nữa nó sẽ ra đọt. Lá xịt không xịt chưa có gọi là chưa có dẫm gì nhiều lắm. Rồi mình có ấy đâu thì đưa thuốc xịt vô xịt thấy mình xịt cũng ướt nhẹp lá cho là như bởi vì cái
cái thuốc nó không hiệu quả hay là sao? Này. Nó không vô được lượng mầm lá nó còn thẳng bon à. Thôi đi xịt thì sao thấy nó là chặn đọt mà sao thấy đọt non ra không? Ra nhóc hết trơn. Cái bờ này ít, cái bờ bên kia nó tốt hơn, nó ra đọt nhiều hơn. Non. Cái nước này nè, nó bị gì, nó đen quá anh, tại cái ba cái rễ cũng muốn á, rễ sình cũng muốn á à, chứ không phải gì. Dạ. Có nuôi bò dê gì nữa gì vậy? Nuôi mấy con bò đó. Chúng nuôi lần nữa có phân rải vô gốc nè. Dạ. Xử lý nữa rải vô mà chưa có ấy, mới nuôi có giáp năm mà chưa có phân. Quê không thấy người, phát dọn cái cống lên. Đó này nó không dũng không ha. Nó phải xịt đậu mầm nó cái mo này nè, thế là đi đã. Gì đó vô luôn. Ừ, ra nhíu rồi không. Tên nó gì liên hệ có cái thuốc gì xử lý lại. Cái này và đối với trường hợp gì anh phải phá được cái niên trạng đó này nha, mấy cái nhánh này nè. Phá được cái niên trạng nó đi ra này, ra bông này, tại vì sao không nó gồng á, nó gồng nè, nó gồng nhiều nè, mấy cái này nó bó cái niên trạng lại á, mình không phá được là nó sẽ không ra bông á. Giờ xa xa thấy nó có mấy cái đọt, dạ, đọt nó lú một vài bông như... không khơi vậy. Dạ, dạ. Nữa làm bông á, đặt năm sau á anh làm bông, ví dụ như tùy theo cái mùa vụ để mình làm bông. Cái thứ nhất á, mình xịt thuốc đậu mầm á, làm sao mình phải xịt cho nó mò lại nha, mò cái lá lại, xiết nước cho tới luôn, cho nó cạn luôn, xong rồi quay ngang bắt đầu mình xịt đậu mầm nào, mò lại nè, có cái độ lá độ dày lên nè, mình gờ vô cái tay nè, nó nhám á, nhám cái tay á là nó sẽ vô được cái lượng mầm đó. Còn ví dụ như mà nó chân á là coi như nó chưa đó, chưa tới đó. Cái gì đâu, này nữa em cộng phá lá cộng với kích lộn tạo mầm luôn, cho nó vừa vô mầm vừa phá lá luôn. Rồi phá lá xong rồi bắt đầu tưới cái xô kéo bông, bắt đầu nữa mình đi tưới xô kéo bông xong rồi bắt đầu là khoảng 7 ngày sau nó nhú nhú gì nè, li ti ti nè, xong bắt đầu mình kéo bông ra dưỡng bông đi. Cây này cũng được rồi, cái gì đâu không biết nổi. Quá bông đà, mình liên dạ. Làm. Tại vì làm cây chanh này á, mình thứ nhất là gì, mình phải quan sát kỹ kỹ lắm, tại vì khi mà mình xịt tạo mầm á, mình phải đi theo nó suốt à, suốt cái vụ để mình coi thử cái màu lá nó như thế nào, nó có vô lượng mầm hay chưa. Bắt đầu 1, 2, 3 mình biết phá lá, mình biết kích cho nó ra bông. Còn để mà chưa, nó hiện tại giờ mình nó chưa vô lượng mầm đi, anh phá lá đúng không, nó ra đọt không, cây chanh không hạt nó là nguyên lý gì á, nó khó hơn cây chanh bông tím của mình nhiều lắm. Cây chanh bông tím thì anh xịt có khoảng 3 lần xong rồi bắt đầu anh phá lá gì vừa cái là anh quật cái đó ra bông mày, nhưng mà nghĩ giờ ra đọt hết trơn rồi nè, cái gì nhú đọt rồi nè. Cây mềm này cũng ra đọt luôn rồi nè. Nó là năm nay á, là năm sau của mình nó nhìn 2 tháng 2 á, mình còn kịp á. Chứ mà nếu mà trường hợp mà năm sau nó không dừng 2 tháng 2 là vườn này coi như trễ rồi nè. Đó, tôi hôm đó tới đây nè, là xử lý hôm là lọt qua đầu tháng là mừ là bắt đầu tứ là lăn gốc rồi đó, rồi tính là cái gì cũng tính
thì cỡ tháng 2 bán đó, thì tới đầu tháng 10 đúng ra cỡ này là nó ra bông hết rồi nè. Tháng này là ra bông hết rồi. Thì bởi vậy rồi tôi đưa xuống dưới thì đi xuống hỏi nó là để nó đưa thuốc mà xịt thì không thấy ấy, đúng ra là nó ra bông rồi đó. Xịt có thấy có mấy đi ra được có mấy bông nha. Chừng nhớ lá còn chừng nhớ cả. Xịt ra tính ra cũng 4 cử thuốc rồi đó, còn gì nữa đâu. 4 cử thuốc tạo mầm mà lá chưa dũng. Nó đưa thuốc về mình cũng tại vì mình mới lần đầu tiên mình đâu có trồng cũng đâu có kinh nghiệm kinh nghiệm gì đâu. Rồi không gì đâu, không sao đâu, để mình đánh lại cái công thức lại. Đây nè. Đây. Nó phải dũng gì đấy hả? Đó. Thấy không, anh thấy không, nó dũm nè, mo cái lá là gì bị đạt nè, khi mà mình tạo mầm là nó phải gì nè, tới tay gì nè đó, là cái này lại vô được mầm nè. Cái này bây giờ theo công thức gì đó làm lại gì bởi vậy. Giờ tôi hái ông lên coi dùm đi, ông tổng thuốc ông hướng dẫn cho làm. Bờ bên đó giờ có cái nó ra lá đọt dài luôn. Có đường nào đi qua không? Đầu ra ngoài này đi có cây đi qua. Có đường đi qua không? Đi qua cái bạn kia là cái dây dài gắn. Để coi thử hai bờ đây. Để đi bờ không thì khi thì coi cũng bờ thì bị quá. Đây, này nếu mà trường hợp mà quý bà con nông dân mình trong thời gian tạo mầm á mà nó có xì đọt kiểu này đúng không, có công á đi lãi bỏ tại sao, nếu nhất á là không có cho cái dinh dưỡng tập trung vào nuôi cái lượng đọt này nè. Nếu mà nuôi lượng đọt là coi như là nó sẽ không có ra bông, ức chế được cái cây của mình, dinh dưỡng nó sẽ dồn vô nuôi cái đọt này nè. Nhưng mà hiện tại giờ á đây phun tạo mầm của bên công ty hơi năm giấu nha, không nói tên, phun tạo mầm nhưng mà phun chưa tới nè. Cái nhất, cái thứ hai nữa là phá lá chưa tới luôn, là coi như là nó còn y nguyên luôn đó mọi người. Ví dụ như chanh không hạt ở đây á là gì, mình phun tạo mầm là phải phun cho tới, phun tạo mầm xong rồi bắt đầu mình sẽ tiến hành phá lá, mà phá lá ở dưới dần chân thôi, phá lá thôi chứ đừng có phá lá hết cây, phá lá cho nó rụng cái dần chân thì bắt đầu nó sẽ 1, 2, 3 nó sẽ phá được cái miên trạng. Đó, phá cái miên trạng thì bắt đầu nó sẽ tức mình, nó sẽ ra bông. Đó. Nhưng mà kỹ giùm cho Nam là gì? Phải là tạo mầm nha, cứng tay nha. Thì lúc đó mình phá lá nó sẽ có hiện tượng là gì? Phá lá xong rồi nó sẽ bật ra cái là nó ra bông. Còn mà tạo mầm không tới tay nha, là nó phá lá xong rồi là bật ra cái là ra đọt hết luôn á. Đó là cái cây chanh không hạt nó vậy đó. Nó khó là khó cái đặc điểm mà lúc giai đoạn mà thắng hay thua là giai đoạn tạo mầm. Chứ nhiều khi mà nó là cây chanh không hạt mà mình phá lá phải không, rồi bắt đầu á mình kích cho nó ra bông luôn, thật chắc là không có đâu, không có lượng mầm thì sẽ ra đọt hết toàn bộ. Nhiều quý con nông dân thấy không, không có lượng mầm thì bắt buộc nó phải ra đọt thôi. Còn có lượng mầm ở đây nè, mình phun tạo mầm là có nghĩa là gì, cho nó ém lại cái lượng đọt lại, nó sẽ tạo được cái lượng mầm phân hóa mầm hoa trong đây. Thì bắt đầu khi mà mình kích ra như thế này thì ở ngoài cái đọt này nó sẽ có bông, nó kèm cái bông cái đọt luôn thì nó mới đạt cái hiệu quả. Còn này là cái đọt không nè. À, có nghĩa là mình phun tạo mầm chưa tới á, là hầu như ra đọt không à. Cây chanh không hạt nó không phải như cây chanh bông tím. Chanh bông tím thì nói chung á, mình xịt có khoảng 3 cử là bắt đầu á mình kích là nó ra rồi. Chanh không hạt là nó sẽ cứng đầu hơn cây chanh bông tím. Đọt mức gương đúng không? Thua lâu luôn. Nè. À, thấy nó hái tạo mầm thôi là chặn đọt lại mình xịt cho thấy toàn. Như là đọt này nói chung là nếu mà nói về nó ra thì mập hơn đọt kẻ phân nữa nha mọi người. Đó. Phải kỹ kỹ giùm cho Nam là khi mà mình á làm bông á ở trên cây chanh này nè. Là mình phải ém được cái lượng đọt này nè, không cho nó ra nè. Cái thứ hai nữa là nếu mà trường hợp trong cái quá trình mà nó ra bông như thế này nè, đúng không? Ra đọt kiểu này đúng không? Ít mật độ ít đúng không?
anh Bình ơi. Sao? Nếu mà trường hợp á anh đi mà anh gặp mà cái đọt này nè nó ra rít kiểu này đúng không, lấy tay lãi bỏ luôn cho em, lãi luôn được nhiêu được, nếu mà muốn lãi thì ngày mai lãi cũng được, có gì đâu, tại nhà nói chứng nhau lãi, ví dụ như tại vì anh biết gì không, tại sao anh cho anh lãi gì nè, nghĩa là giai đoạn này á đúng không, nếu mà chừa lại kiểu này á thì cái dinh dưỡng nó sẽ tập trung vào, nó dồn nó nuôi cái này, nó không có nuôi được cái lượng mầm lượng bông của mình, bởi vì ra tốt nhất á là gặp cái trường hợp như thế này mình đi ngoài vườn khảo sát thì số lượng ít mà, thì mình đi lãi bỏ bớt ba cái đọt này bớt đi, đừng có cho nó dinh dưỡng dồn ở đây. Như nè mấy này nè đi đi gặp lãi sinh sương thôi, lãi thì cũng được có gì đâu, ngày một lãi bữa một xong mà, tại ngày ít cả chúng là lãi mấy hồi đi vậy nè. Mình đi mình gặp gì nè hả, thật chắc là nãy đọt không à, gì như mấy cái này nè nó ra trơn rồi nè, đọt nè. Ở gì tôi mới ấy liên hệ, tôi ấy coi đó, thấy ông ấy nè, tôi mới liên hệ nè. Ở đây khu vực này toàn là người ta ấy không lên vườn nên tôi nói mà ruộng mặn trọng này có ăn không? Gãy không anh? Không không, đi đợi đi, cái tre dễ gì gãy.